Hello cả nhà, mình cả nhà ơi, mình là Andy nè. Mình trở lại cái nhà hàng tàu này ở thành phố ở dưới lốt đó cả nhà, Rolling hay á. Cái nhà hàng này ăn cũng ok, nó cũng đồ Trung Quốc đó cả nhà. Thì mình rước con của mình ghé vô đây ăn ăn đồ Trung Quốc, ăn đồ tàu á, cũng như ăn cơm bữa trưa đó. Thì hy vọng cả nhà ăn chung với mình nha. Ở đây là thành phố là Rolling hay ở nó là Nam Cali á cả nhà, nó là cũng bên Mỹ á, là cũng nó cũng lực về lót ở dưới lót, không phải là ở dưới quận Cam, ở đây ở dưới lót á, thành phố kia vào Rolling Heights. Thì vô ăn cái nhà tàu này, con mình đói bụng mình giờ mình dẫn con mình đi ăn. Thì cả nhà cho enjoy cái video nha, hy vọng cả nhà thích cái video này, cảm ơn cả nhà. Rồi ở đây là một cái nhà hàng này, nó rất là đồ Trung Quốc, nó ở đây nó có cái menu của nó lunch special nè cả nhà. Cái này nó kêu bằng Golden China. Đó. Đây đây, ở đằng trước này nó có quảng cáo mấy cái đồ Trung Quốc á. Thì chỗ này ăn cũng ok thôi, cũng không có gì đặc biệt. Thì con mình đói bụng rồi. Ở ngoài cửa sổ nó có mấy cái này nè. Sủi cảo đồ có hết. Tất cả đồ. Đó. Các bạn này cửa sổ này Trung Quốc nha. Đó. Đồ Trung Quốc. Thì bữa nay là mình ăn chỗ này một lần rồi. Hồi trước mình ăn rồi, bây giờ ăn một lần nữa. Làm biếng đi kiếm đồ ở cả nhà. Đó. Ở đây là A, ở đây là Y là sạch á. Ở đây nó có cái nhà hàng này rất là nhỏ. Đó. Yeah. So the first one is beef broccoli. Okay? And then tofu, we need some little bit more top. Spicy? No, not spicy. Different tofu separate sauce for you. And Oh, then you then dip it. never mind then. No, no, no. Comes with a small sauce. Yeah. No, it's okay. We don't need that, huh? You want Because the tofu no the taste. tofu Yeah. right here? What's that one? Ground pork with the 96, tofu. 96. Ground pork with the tofu. Here. This one? Here, right. Exactly, okay. Exactly. It's okay. I can get the broccoli beef. Broken beef and what kind of tofu? Tofu, no tofu? No tofu. Nothing, any tofu? But I think he wants number Yeah, 96. so No. ground the pork tofu. Yeah, this one. So you wanna do one, right? Wait. Yeah? You don't have fried chicken? Fried wings? No? Fried chicken, how about this one? Fried wing? Yeah. Where? This is a deep fried chicken with a chili spicy. Yeah, lala. No Deep fried spicy, chicken. can No, you wanna order something? Not this one. This is fried, spicy. 你有没有fried 那 chicken 有没有吗？炸鸡的话，我们这个炸的鸡是辣的哈，不要别辣。的哦，别的那大蒜鸡呀、啊，或者是other some chicken。哦，真的。嗯哼，大蒜鸡不辣，curry chicken 不辣。这 Okay. 个的话，哎呀，一直辣。House style tofu。House 那个 famous style tofu is 这个是什么？spicy。这个是什么Sweet and sour spare rib，糖醋小排不错，那个？Okay. Sweet and sour spare rib，right here。Okay. Right here. 两个可以了。Okay. Yeah. That's good. 糖醋小排和 But 一 what 个 number is that? broccoli piece. What number is that? Lunch special we make for Oh, you. really? Yeah, Lunch special? we make a lunch Okay, 可for 以了，you for两个。two items, right? Yeah, 对。好的，Thank you. Comes right. Hai cả nhà ơi, cái này là thịt bò với cải lãnh này cả nhà, với rau nè, rau cải lãnh này, đó. Với ở đây nó cho hai chén cơm, ở đây cái nhà hàng này rất là nhỏ, đó. Cho cơm thêm một món nữa, đó. Mời cả nhà nha, mời cả nhà. Đó, cái này là chua chua ngọt ngọt. Cái này là xương 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 heo ở cả nhà, nó kêu bằng sweet sour pork á. Cái này là
Thịt bò với cay lãng. Đó, hai món này thôi. Mời cả nhà nha. Hello cả nhà. Mời cả nhà nha. Đang chút cơm. Right. Có sa tế, ở đây nó có sa tế này cả nhà, sa tế của Trung Quốc này, đó, sa tế này. Mời cả nhà, mời cả nhà. Cái này là xương heo, nó kêu bằng sweet sour pork. Đó. Ở đây là cái thịt bò xào xào cải lãng. Mời cả nhà nha. Mình không ăn được thịt ở cả nhà, mình ăn rau. Mà cả nhà nha, cái này là cải lãng của Mỹ nha cả nhà. Nó xào cũng được. Cũng ok. Cà rốt, này rau cải lãng nè, nó không cho mình cái rau Hồng Kông Trung Quốc, nó cho mình cái cải lãng của Mỹ. Xào cũng được cái nha. Hồi nãy mình cũng ăn, sáng mình cũng ăn rồi. Mình đem cơm đi làm á, rồi cái mình ăn ở dealer Lexus cả nhà. Bây giờ ăn với con mình, nó mới đi học ra. Phật cũng ngon không nhờ, rất là ngon. Phật cũng ngon. Cái tiệm này á là kêu cái tiệm này á là kêu Golden China Restaurant, ở dưới thành phố Roland Hay á, ở bên ở dưới lốt đó cả nhà. Cả nhà muốn ăn lại ủng hộ nhà hàng đi cả nhà. Xào rất là ngon, rất là béo, vừa ăn không có lạc, không có mặn, vừa ăn vừa ăn là chắc. Nên xào mấy cái nước chắc ngon lắm cả nhà. Xay đi mọi người. Ăn rau thôi kệ mình ăn. Bác sĩ mình nói là mình hết được ăn thịt rồi cả nhà. Máu cao. Nãy giờ mình ăn rau không à. Này ăn ké thôi, ăn ké của con thôi.
xào cái gia vị nó rất là ngon. Cũng vừa ăn cái mấy cái sốt nó ngon lắm. Béo, nó vừa ăn. Ở đây nhá, lunch special mà. Cỡ ngao 12 đồng. 12 đồng 95 với 11 đồng 95 mà. Cũng không mắc. Mà cái dĩa nó nhỏ nhỏ nha. Mình không dám đụng. Không dám đụng thịt. Bác sĩ không cho ăn, không ăn cho ăn thịt. Ăn rau không mà cũng ngon á. Cả nhà lại ăn đậu tàu thử đi cả nhà. Trung Quốc ở đây cũng ngon hết. Mình muốn ăn thịt lắm chứ mà không dám đụng tới kệ mấy bữa ngày á. Đi bác sĩ nó máu cao không dám ăn thịt nữa. Bác sĩ nó ăn rau đi. Mình phải ăn rau một thời gian cả nhà ơi. Oh my gosh, she's late. Đây, thịt bò xào với rau cải cay lãng á, ngon, gia vị ngon. 1 tới 5 á, mình đánh kệ cái nhà hàng này đó là 3.9 ngôi sao trên Google ở cái nhà. Thì mình đánh cái điểm giờ nó xào đây á, vừa ăn ngon, thịt bò ngon mà cái dĩa nó quá nhỏ. Mà cỡ 12 13 đồng là cũng quá mắc. Rồi giữ nhỏ xíu là một chút nha, cho một chén cơm mà. Thì mình đánh cái nhà hàng này á, cái đồ ăn á 1 tới 5 á, cũng như là một ngôi sao tới 5 ngôi sao á, là mình đánh cái đồ ăn á, là cỡ nó cũng gần 4 ngôi sao, gần 4 ngôi sao. 3.5 đi. Đồ ăn nó cũng ngon mà nó quá ít. Mắc tiền mà quá ít. Ăn đủ rồi. No, that's a water chestnut. It's good, crunchy. Try it. Give more rice? No? Do you wanna maybe after YouTube recharges? Oh really? So maybe a little bit only. Thank you. Nó nói nó tính tiền. Ok. Mà nó chút xíu thì được. Đừng có quá nhiều, nhiều quá tính tiền. Ở đây chỗ này xào cũng ngon. Yes, it's eat them all. Yeah.
I just eat the sauce. I don't want it. Nó xào cái thịt bò cũng ngon đấy nha, không có dở. Mình đánh điểm cái nhà hàng này á, quay là Trung Quốc, đồ ăn thì xào cũng ok mà rất là dẻo, rất là nhỏ. Một phần cái dĩa mình kêu ra mười mấy đô á, là cho chút xíu. Vừa đủ rồi cả nhà, một chén rưỡi cơm. Phải đi xịt lên chuột chuột có cây xịt cảm. Okay. Xong một cái này là ăn ké cho con mình gái mình thôi, ăn ké đó thì nó mới đi học đại học ra đó, nên đang mình hỏi nó có đói bụng không, nó nói đói bụng thì mình dẫn nó đi ăn thôi cả nhà ơi, ăn ké. Mà nó mới ăn thịt, order hai cái, hai dĩa, một cái là phải quách, nó kêu bằng tiếng Quảng kêu phải quách á, chua chua ngọt ngọt, sườn heo mà cái loại baby nha, tiếng Anh nó kêu bằng baby back rib, rồi cái thịt bò xào cay lãng. Cả nhà ơi, nếu mà cả nhà ủng hộ mình nha, ủng hộ mình nhớ bấm cái video này cúp á, cả nhà ủng hộ mình bấm cái chữ subscribe nha cả nhà. Share cái video mình cho gia đình của nhà xem với bạn bè của nhà xem nha. Ok, ủng hộ mình nha, đăng ký cái chữ dài dài nó kêu bằng subscribe á, share cái video mình cho bạn bè gia đình của nhà xem. Ok, nếu mà cái nhà coi ở trên TikTok á, coi xong á, làm ơn chạy ra cái TikTok rồi cái vô cái YouTube á, rồi kiếm Andy Ngô Phở, ba chữ Andy Ngô Phở là riêng hết, space hết, Andy là Andy, rồi space, rồi NGO, rồi space Phở, PHO, rồi bấm cái đăng ký cái chữ subscribe ở trên YouTube cho mình nha. Nếu mà cả nhà không có bấm YouTube, không có bấm chữ subscribe và đăng ký là mình không có điểm, thì mình mà làm một cái YouTube này cũng không có ra gì vậy cả nhà, không có điểm. Thì cả nhà nếu mà coi TikTok coi xong rồi á,
chạy vô cái YouTube rồi subscribe mình nha cả nhà, nhớ nha, ủng hộ mình nha. Đó, đó mới cắt tóc này cả nhà, đẹp trai không? Đó, không có vợ á. Ok, cảm ơn cả nhà xem cái video nha. Hẹn video bữa sau tiếp theo nha cả nhà. Ok, cái này là nhà hàng nhỏ thôi, con mình nó đi học về, mình ghé ăn chút xíu thôi. Đó, rồi bữa sau mình làm một cái video rất là lớn cho cả nhà xem. Ok, cảm ơn cả nhà nha. Nhớ nha, nếu mà cả nhà coi xong cái TikTok á, rồi chạy vô cái YouTube rồi kiếm mình là Andy Ngô Phở, rồi mình có mặc cái áo vest á, thì cả nhà mà bấm cái chữ subscribe trước rồi ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn video tiếp theo bữa sau nha. Cảm ơn cả nhà, anh chị với chú bác với anh em với cả nhà gia đình. Ok, chào tạm biệt nha, bye bye, I love you, bye bye cả nhà. Cái trà nó không có nóng, mình rất là nguội. Thôi bây giờ mình tính tiền xong cái mình chở con mình đi về, đi làm bán xe cả nhà, làm tới tối mới về. Ok, chào tạm biệt, bye bye. Đó, cái này nó kêu bằng Golden China Restaurant ở dưới thành phố Roland hay ở cả nhà. Ở đây là địa chỉ nè, đó. Mình sẽ để địa chỉ xuống. Thấy không? Đó. À, nó rất là rẻ nha. Nó cũng không có mắc mà cho ít quá. Ở đây nó có đồ biển nè cả nhà. Đồ biển nè. Cũng không mắc, cũng rẻ rẻ, cũng ok. Nó có đồ biển á. Rồi ở đây nó có lunch special nữa cả nhà. Đó, thấy không? Đó, cái gì cũng có cả nhà ơi. Đó. Rất rẻ. Rất rẻ cả nhà. Nó có seafood nữa nè, thấy không? Cả nhà lại ăn ủng hộ nhà hàng này nha. Ăn cũng ngon lắm đó cả nhà. Đó. Ok cả nhà ơi, chào tạm biệt nha. Nhớ nha, ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe cho cả nhà, rồi share cái video của mình cho gia đình của nhà xem nha, bạn bè của nhà xem nha, ở Việt Nam với bên Mỹ với bên Canada với bên Đức, tất cả nước ở nước ngoài ủng hộ mình nha, đăng ký cái chữ subscribe nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt nha, bye bye.